Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 14 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. 18 đơn vị tự chủ tài chính đảm bảo chi phí hoạt động có hiệu quả. Huyện Văn Giang tổ chức giải tỏa vi phạm hành lang giao thông. Phong trào hiến máu của sinh viên Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh. Xã Hồng Quang, huyện Ân Thi thực hiện tốt quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới. Cần có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông tại ngã tư vòng xoay chợ gạo, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay toàn tỉnh có 821 đơn vị sự nghiệp công lập được tỉnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính và xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ. Trong đó, 18 đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động gồm Sở Giao thông Vận tải 4 đơn vị, Sở Tài nguyên và Môi trường 3 đơn vị, Sở Xây dựng 3 đơn vị, Sở Tư pháp 2 đơn vị, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 3 đơn vị. Còn lại là các sở ngành khác. Việc tự chủ về tài chính bước đầu nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị, ý thức chấp hành quy định của người lao động và hiệu quả nguồn tài chính công. Theo đó, những đơn vị tự chủ về tài chính đã chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính. Bên cạnh đó, kết quả đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập đều hướng tới việc cung cấp dịch vụ sự nghiệp công tốt hơn cho các tầng lớp nhân dân. Tại các đơn vị tự chủ tài chính đã phát huy được thế mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ và đời sống, việc làm, quyền lợi và thu nhập của người lao động. Hiện nay, nhiều mô hình phát triển kinh tế của hội viên nông dân trong tỉnh thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp. Việc liên kết này giúp nhiều nông dân tránh được rủi ro biến động giá cả của thị trường. Đây là hướng phát triển kinh tế lâu dài và bền vững cần được nhân rộng. Ngoài ổn định về đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp, nông dân còn được hỗ trợ về giống, về kỹ thuật. Nhờ vậy, nhiều mô hình cho thu lãi từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi năm. Có hai hình thức liên kết, một là cá nhân ký kết trực tiếp với doanh nghiệp, hai là thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã. Điển hình như chi hội nghề nghiệp chăn nuôi xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động giúp hơn chục hội viên phát triển mô hình nuôi vịt đẻ, ký bao tiêu sản phẩm con giống ra thị trường. Hợp tác xã Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Minh Châu, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên giúp 17 hội viên bao tiêu sản phẩm cây cà gai leo. Hay như cá nhân anh Phùng Văn Tân, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm ký kết với doanh nghiệp thu mua sản phẩm củ khoai tây. Thực hiện liên kết bao tiêu sản phẩm đã giúp bà con yên tâm về giá bán, khắc phục được tình trạng bỏ ruộng gây lãng phí trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc giải tỏa các công trình trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi, đê điều và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép. Ngày 12 tháng 4, huyện Văn Giang đã tổ chức đồng loạt ra quân thực hiện giải tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông trên đường tỉnh 379B, đoạn qua địa phận 3 xã là Cửu Cao, Phụng Công và thị trấn Văn Giang. Trong ngày giải tỏa, hầu hết các hộ dân vi phạm đều tự tháo dỡ, trả lại hành lang toàn giao thông đường bộ. Các địa phương cũng đã huy động máy móc, phương tiện lao động tháo dỡ và thu giữ hàng trăm mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, vật liệu xây dựng, phát quang cây che khuất tầm nhìn. Trong đó, xã Cửu Cao có 39 trường hợp vi phạm tự giác tháo dỡ, 9 trường hợp chưa tự giác tháo dỡ và một số hộ chỉ tháo dỡ một phần vi phạm. Xã Phụng Công còn 5 trường hợp vi phạm được các lực lượng chức năng nhắc nhở và tiến hành giải tỏa. Thị trấn Văn Giang có 36 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông. Sau giải tỏa, huyện Văn Giang sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động, kiểm tra tới các hộ dân nhằm tránh tình trạng tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Từ nhiều năm nay, khu chợ cóc của xã Đại Hưng, huyện Khoai Châu có nhiều hộ dân lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, gây nguy hiểm cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Trước tình trạng trên, chính quyền xã Đại Hưng đã phối hợp với công an huyện ra quân giải tỏa. Ủy ban Nhân dân xã Đại Hưng đã phối hợp với công an huyện ra quân giải tỏa việc lấn chiếm lòng lề đường của khu chợ cóc trên tuyến đường 377. Đợt ra quân lần này, xã đã giải tỏa được 42 trường hợp kinh doanh, buôn bán vi phạm. Được biết, khu chợ cóc từ nhiều năm nay thường xuyên gây kẹt xe và ô nhiễm môi trường xung quanh. Sau khi giải tỏa chợ, chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức lực lượng chốt chặn để tránh tình trạng tái lấn chiếm hành lang giao thông để kinh doanh buôn bán. Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hưng Yên
vừa phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện Phố Hiến, những trái tim hồng đợt 1 năm 2018. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội đã thu hút hơn 500 tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, cán bộ công chức viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang trong thành phố đăng ký tham gia. Trong đó, nhiều cá nhân đã hiến máu nhiều lần như anh Đặng Quang Minh, xã Hồng Nam, Hoàng Văn Thoại, xã Bảo Khê, Nguyễn Thị Dân, xã Phương Triều. Trong ngày hội, ban tổ chức đã thu được 300 đơn vị máu. Được biết, thành phố Hưng Yên là một trong những địa phương có số người đăng ký cũng như đơn vị máu đạt chuẩn khá cao so với các huyện trong tỉnh. Những năm qua, hiến máu tình nguyện đã trở thành hoạt động thường niên của Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh, thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên, cán bộ, giảng viên tham gia. Để phong trào hiến máu tình nguyện lan rộng trong nhà trường, Đoàn Trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh doanh đã thành lập câu lạc bộ hiến máu, vừa tuyên truyền cập nhật các thông tin về hoạt động hiến máu, giải đáp các thắc mắc, vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các cấp tổ chức hiến máu tình nguyện. Trong đợt hiến máu này đã có 600 cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia đăng ký hiến máu. Năm 2016 thu được 921 đơn vị máu, năm 2017 đạt khoảng 1.000 đơn vị. Đây không chỉ là lượng máu quan trọng cứu giúp nhiều người bệnh qua cơn nguy kịch, mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng xã hội. Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, hơn 4 năm qua, huyện Yên Mỹ đã huy động được trên 12 tỷ đồng từ nguồn vốn của tỉnh, của huyện để đầu tư nâng cấp các trạm y tế xã. Đến nay, toàn huyện có 15 trên 16 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Trong đó, trạm y tế xã Yên Hòa được đầu tư hơn 3 tỷ đồng, trạm y tế xã Tân Lập gần 3 tỷ đồng, trạm y tế xã Trung Hưng 2,4 tỷ đồng, trạm y tế xã Giai Phạm gần 1,5 tỷ đồng. Duy nhất còn trạm y tế xã Minh Châu còn gặp khó khăn do thiếu kinh phí. Trung tâm y tế huyện đã phối hợp thực hiện có hiệu quả khám chữa bệnh và các chương trình y tế quốc gia, từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ ở các trạm y tế xã. Nhờ đó, hầu hết trẻ em trong độ tuổi và phụ nữ có thai được tiêm vaccine phòng bệnh, đồng thời phối hợp nhanh, hiệu quả trong công tác phòng và chống các dịch bệnh bùng phát trên địa bàn. Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm cho hơn 100 học viên là cán bộ, công chức, phòng bổ trợ tư pháp, công chứng viên và chuyên viên pháp lý phòng công chứng số 1, lãnh đạo và chuyên viên văn phòng, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố, lãnh đạo nhân viên ngân hàng Sacombank Hưng Yên. Hội nghị đã được nghe các giảng viên của Cục Đăng ký Quốc gia giao dịch đảm bảo, Bộ Tư pháp giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Nghị định số 102 của Chính phủ ban hành ngày 1 tháng 9 năm 2017 về đăng ký biện pháp đảm bảo. Thông tư liên tịch số 09 năm 2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Giới thiệu kỹ năng cần lưu ý khi thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đai, bao gồm cả nhà ở, hình thành trong tương lai. Công an tỉnh vừa tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lần thứ 6 năm 2018. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có 6 điều dạy công an nhân dân và hướng tới 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948. 11 tháng 6 năm 2018. Tham gia liên hoan có 18 đoàn nghệ thuật quần chúng với hơn 400 diễn viên là cán bộ chiến sĩ đến từ các đơn vị thuộc công an tỉnh và công an các huyện thành phố đã mang đến hội diễn các tiết mục gồm ca múa nhạc, sân khấu kịch với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, truyền thống xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân gắn với phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức đã trao giải nhất cho khối xây dựng lực lượng, hậu cần kỹ thuật và nhiều giải khác cho các đoàn đạt thành tích tại liên hoan. Ban tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh vừa tổ chức khai mạc giải quần vợt. Đây là môn thi đấu thứ 3 trong chương trình các môn thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ 8 năm 2018. Tham dự giải có gần 60 vận động viên đến từ các huyện, thành phố và hai ngành công an quân đội. Các vận động viên thi đấu ở 6 nhóm tuổi theo thể thức vòng tròn tính điểm.
Sau một ngày thi đấu sôi nổi trên các sân quần vợt ở thành phố Hưng Yên, ban tổ chức đã trao giải nhất nhóm 1 cho đôi Nguyễn Đức Hà và Nguyễn Mạnh Công thuộc Công an tỉnh, nhất nhóm 2 thuộc về đôi Nguyễn Quang Duy và Đoàn Hồng Hải của huyện Yên Mỹ, nhất nhóm 3 thuộc về đôi Đào Mạnh Linh và Phạm Văn Phúc của huyện Mỹ Hào, nhất nhóm 5 thuộc về đôi Phạm Đức Quang, Tống Ngọc Long của thành phố Hưng Yên. Nhất nhóm 6 thuộc về đôi Trần Mạnh Thế và Đỗ Chí Hướng của thành phố Hưng Yên. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các huy chương cho các vận động viên có thành tích xuất sắc. Thưa quý vị và các bạn, nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hồng Quang, huyện Ân Thi và sự đồng thuận cao của người dân trong xã, đến năm 2015, xã đã về đích nông thôn mới. Nhà văn hóa, đình và chùa của thôn Vũ Dương được xã hội hóa và xây dựng từ năm 2014 và đến nay vẫn tiếp tục được hoàn thiện. 100% kinh phí xây dựng đều do người dân trong thôn và những nhà hảo tâm đóng góp, số tiền lên đến 1,9 tỷ đồng. Để hoàn thiện các công trình này, người dân được trực tiếp tham gia giám sát từ thi công đến việc thu chi các công trình. Tôi thì tham gia với ban thanh tra dân sát trường đồng hơn 10 năm nay rồi. Đấy, thế thì nhìn chung ấy thì phải nói rằng coi là thôn là thực hiện quy chế dân chủ là rất tốt. Đấy, tất cả các việc trước khi việc làm thì đều coi là họp thông qua chi bộ, thế rồi là họp dân toàn dân để coi là lấy ý kiến. Mô hình hoa của gia đình vợ chồng anh Nguyễn Đức Thắng ở thôn Ân Thi 1 được xây dựng từ hơn chục năm nay với tổng diện tích gần 1 mẫu. Mô hình với nhiều loại hoa như cúc, hồng, đồng tiền, lan, trừ chi phí mỗi năm cũng cho thu lãi 150 triệu đồng. Đây chỉ là một trong nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi của Hội Nông dân xã. Hội đã dân vận khéo bằng nhiều cách thức để người dân tích cực phát triển sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và hoàn thiện tiêu chí số 10 trong chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Hình thức là làm sao cho hội viên nông dân là người ta tin tưởng vào cái hàng ngũ lãnh đạo, trước hết là lãnh đạo của địa phương, sau đó là ban chấp hành hội nông dân, nắm chắc được những cái chỉ tiêu, tiêu chí của xây dựng nông thôn mới. Để có sự đồng thuận cao của người dân trong xã, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã tích cực tuyên truyền chỉ đạo về tận thôn xóm qua các cuộc họp với lãnh đạo tổ dân vận thôn và đại diện ban thanh tra nhân dân của xã. Cùng với đó, từ việc quy hoạch đến việc xây dựng đều được công khai, minh bạch và người dân đóng vai trò chủ thể trong thực hiện. Trong công tác chỉ đạo lãnh đạo thì về phía Đảng ủy, Ủy ban xã thường xuyên có cái kiểm tra đôn đốc và có cái sơ kết, tổng kết trong quá trình tổ chức thực hiện các cái hạng mục công trình nằm trên địa bàn xây dựng nông thôn mới. Đấy, để làm sao tức là cái công trình đưa vào sử dụng nó đảm bảo chất lượng. Với sự chung sức đồng lòng từ hệ thống chính trị đến người dân trong thôn, ngay trong năm 2015, xã đã về đích nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng một người một năm, 100% tuyến đường được bê tông, 5 trên 5 thôn đều giữ vững danh hiệu làng văn hóa, cảnh quan nông thôn ngày càng thay da đổi thịt. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình tai nạn giao thông đường sắt diễn biến phức tạp, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã đầu tư 570 triệu đồng để xây dựng 8 bốt cảnh giới, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường sắt. Qua gần một tháng được xây dựng, nhìn chung tình hình trật tự an toàn giao thông tại nút giao giữa đường DH12B với đường sắt qua địa bàn xã Đình Dù, huyện Văn Lâm đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Vài tháng trở về trước thì đây là nút giao giữa đường bộ và đường sắt nguy hiểm nhất trên tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh bởi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Khác với trước kia, người tham gia giao thông đường bộ phải ngó trước, ngó sau mỗi khi có chuyến tàu đi qua thì giờ đây đã yên tâm hơn vì có hệ thống rào chắn và người điều tiết giao thông. Theo kế hoạch, hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục xây dựng 7 bốt cảnh giới tại những khu vực phức tạp để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt một cách bền vững. Gần đây, tình trạng taxi đỗ chờ đón khách trên quốc lộ 39 trước cổng Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên nhiều gây mất an toàn giao thông khu vực này. Theo chúng tôi quan sát, số lượng taxi tập trung nhiều vào các buổi sáng trong ngày và lên đến chục chiếc taxi như thế này. Xe đỗ đón chờ khách đã vô tình làm khuất tầm nhìn của lối ra vào bệnh viện, đặc biệt là lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên quốc lộ 39.
Theo người dân cho biết, xe đỗ không chỉ khiến đường lưu thông bị chật hẹp mà còn là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ va chạm. Gần đây nhất là hai vụ va quệt giữa xe máy và xe máy với xe taxi ngay tại trước cổng bệnh viện. Trước thực trạng trên, đề nghị các ngành chức năng cần kiên quyết xử lý để đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện khi qua khu vực này. Thời gian gần đây, tại khu vực vòng xoay chợ gạo phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, liên tục xảy ra các vụ tai nạn giao thông, ngoài nguyên nhân do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông còn có phần nguyên nhân khách quan. Từ năm 2017 đến nay, tại khu vực vòng xoay chợ gạo đã xảy ra gần 10 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông. Nguyên nhân của các vụ tai nạn ngoài lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông, không chú ý quan sát, không giảm tốc độ khi đến đường giao nhau, thì có một phần nguyên nhân khách quan. Đó là việc bố trí và xây dựng vòng xoay tại đây có phần bất hợp lý, bởi vòng xoay quá rộng làm các phương tiện khó khăn trong chuyển hướng và quan sát. Để đảm bảo an toàn giao thông, ngành chức năng cần xem xét có giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, người tham gia giao thông khi đi đến khu vực đường giao nhau cần chú ý quan sát và nhường nhịn nhau để tránh tai nạn xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, tai nạn giao thông là nỗi đau không chỉ cho nạn nhân, cho gia đình nạn nhân mà cho toàn xã hội. Hậu quả của tai nạn giao thông để lại là rất nặng nề. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ tai nạn va chạm giao thông liên quan đến ý thức, đạo đức của người lái xe, có hàng loạt vụ tai nạn giao thông chết người mà tài xế gây nạn đã điều khiển phương tiện bỏ chạy không cấp cứu nạn nhân, gây bức xúc trong dư luận. Gần đây nhất là vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 23 tháng 3 năm 2018 tại thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, làm 4 em học sinh thương vong, đã gây bức xúc lớn trong nhân dân. Trong vụ tai nạn này, người điều khiển phương tiện là ông Phạm Văn Thụy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, sau khi gây tai nạn đã điều khiển phương tiện bỏ trốn, không cấp cứu nạn nhân. Chưa dừng lại ở đó, ông Thụy còn mượn người để nhận thay mình nhằm trốn tránh trách nhiệm. Thông tin chúng tôi có được, trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc lái xe bỏ trốn sau khi gây tai nạn, đã điều khiển phương tiện bỏ trốn, không cấp cứu nạn nhân và có hành vi hoán đổi người để trốn tránh trách nhiệm. Bỏ hiện trường đó, không cấp cứu người bị nạn và đánh lái xe bỏ chạy và tìm những cái người khác để thay thế nhận là lái xe. Những cái hành vi trên đó là cái hành vi nguy hiểm cho xã hội và cũng cần yêu cầu pháp luật phải xử lý nghiêm khắc. Tôi cũng đề nghị các cái trường đào tạo lái xe là luôn đào tạo và giảng dạy cho ý thức đạo đức cho các cái học viên của các cái trong các cái trường lái xe để có cái ý thức về pháp luật giao thông để tham gia giao thông tốt hơn. Hành vi gây tai nạn giao thông, không phối hợp cấp cứu người bị nạn, bỏ mặc hậu quả xảy ra và chạy trốn khỏi hiện trường, không chỉ thể hiện thái độ vô trách nhiệm mà còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trên thực tế, việc điều tra những vụ gây tai nạn rồi bỏ trốn gặp rất nhiều khó khăn, do đó cách ứng xử của các tài xế khi xảy ra va chạm, khi tham gia giao thông đường bộ cũng là chuyện đáng để bàn. Trước khi chính thức cầm vô lăng, người tham gia học lái xe đều phải học bài học vỡ lòng là đạo đức người lái xe. Tuy nhiên, trên thực tế, phần học này chưa được học viên coi trọng. Cho nên, ngoài việc xử lý nghiêm đối với các trường hợp gây tai nạn rồi bỏ trốn, việc tuyên truyền giáo dục đạo đức cho các lái xe là yêu cầu cần thiết trong tình hình hiện nay. Môn học đạo đức người lái xe và văn hóa giao thông là một môn học rất là quan trọng trong cái chương trình đào tạo người lái xe cơ giới đường bộ. Môn học nó trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về pháp luật của nhà nước cũng như những phẩm chất đạo đức của người lái xe. Nếu như người lái xe biết vận dụng đầy đủ những kiến thức được học và bình tĩnh xử trí thì nó sẽ giảm thiểu được những cái hậu quả do tai nạn giao thông xảy ra. Và đấy cũng là một trong những cái thông điệp mà môn đạo đức người lái xe cũng như nội dung muốn đưa đến với người học. Hiện nay, các quy định về trách nhiệm của các cá nhân tổ chức khi xảy ra tai nạn rất cụ thể. Trong luật giao thông đường bộ và nghị định 46, ngoài các mức phạt hành chính thì người gây ra tai nạn mà bỏ trốn còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng.
phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm. Tùy theo mức độ thiệt hại, hành vi gây tai nạn rồi bỏ trốn còn bị truy cứu mức phạt nghiêm khắc hơn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Huyện Ân Thi còn nhiều điểm vi phạm công trình thủy lợi. Xã Bạch Sa, huyện Mỹ Hào còn nhiều hộ dân xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Huyện Đoàn Kim Động giúp thanh niên nông thôn liên kết sản xuất. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.